Rồi, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hưng Phúc nha. Tiếp tục clip hôm nay giới thiệu tiếp tục máy cho anh em ha. Quy định mua máy mình thì anh em cũng biết nha, cọc trước cho mình chỉ cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100k Viettel. Nhắn cho mình họ tên địa chỉ cùng với 15 triệu số mã thẻ nha. Mình chỉ nhận cọc Viettel. Đó. Rồi anh em nhận hàng thì cứ trừ tiền cọc ra. Và anh em nên nhớ là cộng phí ship cho mình nha, mình không bao ship nha anh em. Ship tất cả toàn quốc mình hình như là 35.000. Đó, 35.000 tiền ship. Anh em nào mà chuyển khoản thẳng thì mình sẽ bao ship. Còn anh em nào cọc tiền thì anh em chịu phí ship cho mình nha. Ok. Rồi, con máy đầu tiên trong clip hôm nay là con G320 anh em. Samsung nha anh em, G320. Con này thay vỏ đẹp keo rồi. Kính đẹp, vỏ đẹp. Máy như clip nha. Màn hình 5 inch nha anh em, RAM 1.5 GB, bộ nhớ 8, pin 2006. Mọi chức năng thì ok hết. Chức năng không lỗi phải hết nha anh em. Ok, wifi mạnh, camera chụp đẹp nha. 950k. 950k kèm sạc, chắn lực cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy ha. Anh em nào mà chuyển khoản thẳng thì bao ship. Còn anh em cọc tiền thì anh em chịu phí ship cho mình nha. Tiếp theo con thứ hai trong clip là con G400. Con này màn bể nè, kính bể. Mình đã dán cái cường lực ngoài là anh em xài khỏi đỡ đứt tay ha. Đó. Vỏ thì như clip mình quay. Màn hình 5.5 inch nha anh em, RAM 2.16, pin 3.000. Con này thì loa nó hơi rề một tí. Loa nó hơi rề chứ không có được chuẩn, nhưng mà mọi chức năng thì ok hết ha. Đó, Facebook, YouTube đồ các kiểu. Lo hơi rề nha. Có gì nói trước hết trong clip rồi nha anh em. Mọi chức năng ok hết nha. Lo hơi rề và kính bể đây, bán nhanh cho anh em luôn. Giá bèo nhèo luôn anh em, 720k kèm sạc, giá lực cho anh em rồi. Tiếp theo là con Samsung G510. Con này thay vỏ mới keng luôn. Đã giá lực cho anh em rồi này. Kèm sạc nữa là anh em xài nha. Màn hình 5.2 inch, RAM 2.16, pin 3.000, 3.000, 3.001 nha nè. Máy thì thay rồi, cực đẹp luôn. Kính không có xước, lưng không xước luôn. Chức năng ok hết nha anh em. Mấy con này mình test sơ cho anh em coi thôi chứ chức năng ok hết. Con nào lỗi thì mình báo rồi à. G510, con này để đem giá 1.2 triệu nha. 1.2 triệu kèm sạc cho anh em luôn. Chuyển khoản thẳng thì bao ship, còn anh em cọc tiền thì chịu phí ship nha. 35.000 tiền ship. Xiaomi Note 1, vỏ nó có xuất sắc anh em thắng sử dụng. Đó, vỏ xuất sắc nha. Kính đại dán cơ lực rồi. Kính thì nói chung là đẹp anh em, đại dán cơ lực cho anh em nè. Màn hình 5.5 inch nha, RAM 2, bộ nhớ 8 GB, pin 3.001. Đó, máy thì ngoại hình cũng cực là đẹp luôn. Xiaomi Note 1, RAM 2, bộ nhớ 8 GB, mọi chức năng ok. Xả nhanh cho em luôn, giá 690.000, 690k. Anh em đã sở hữu con máy RAM 2 GB rồi, 690, xả luôn cho anh em nha. Tiếp theo là một em iPhone 6S, máy riêng, đẹp tầm 98. Máy riêng đẹp trên 98 nha nè. Riêng nguyên nha, chưa hề qua chọt chẹt hết nha anh em. Anh em đừng có soi những máy đã sửa chữa và thay màn, thay vỏ nha. Đó, con này thì không thể chơi đâu được hết nha. Một con máy riêng nguyên, anh em nào thích hàng riêng thì alo nha. Con này thì tiền nào cũng nói anh em, thực sự luôn. Đó, tài khoản thì mình đã thoát hết rồi. Chỉ việc bỏ sim vô là xài thôi. Máy quốc tế anh em, 16 GB, LL quốc tế. Bỏ sim là xài nha, máy quốc tế đẹp keng luôn. Con này giá hơi rác nha anh em, 2750 nha. 2750, máy đẹp keng nha, 98 tới 99 nha. 6S, máy ri. Anh em thích dòng ri thì alo. Tiếp đến anh em là con ri 7 rim, con này thay vỏ. Ri 7 rim, màn hình 5.5 inch nha. RAM 3, bộ nhớ 32. Pin của nó là 3.300. Máy thay đời đẹp keng luôn. Máy thay đẹp như mới luôn anh em. G7 và rim. Mọi chức năng hoàn hảo nha, không ám ố ham miếc cả nha.
Máy là màng không vết trầy này, vỏ sườn mới thay đẹp keo này. Đó, RAM 332. Con này để anh em nhanh luôn, giá 1550. 1550 kèm sạc giãn lực cho anh em nha. Thì giới thiệu nhanh gọn cho anh em thôi. Con nào báo lỗi thì mình báo lỗi, còn con nào là đẹp keo mà nguyên riêng thì báo cho anh em đầy đủ hết ha. Samsung A30 anh em, bán hàng. Máy đẹp tầm 98 tới 99 nha. Anh em coi đi. Này, vỏ đẹp này. Kính này là thực sự là không có vết xước luôn anh em. Vỏ cũng cực đẹp luôn. Nói chung một con máy riêng đẹp kem. Bán hàng. Bán hàng thì anh em nhớ nha, xài một sim thôi nha. Đây. Có cái guarantee luôn. Con này màn hình 6.4, RAM 332, pin 4000. Máy đẹp kem luôn. Không có một cái gì gọi là xước xác, đẹp tầm 98 tới 99 nha. Đó, máy rất ok luôn. Mọi chức năng hoàn hảo. Không phải lo lắng nha anh em, con này bao đẹp cho anh em rồi. Chức năng bao đẹp nha, A30. Rồi, giá 2750 nha anh em. 2750 kèm sạc giá lực cho anh em đầy đủ nha. Rồi, mình xin thông báo luôn nha anh em. Những anh em mua máy của mình nha, mà ở xa, nếu mà bị những cái vấn đề mà tài khoản Google rồi á, tài khoản Google mà anh em reset lại lỡ chân mày nó bị ha, thì anh em đem xài mở tài khoản ở những cái cửa hàng gần đấy mà không được á, hay là lấy phí cao quá thì anh em cứ gửi cho cửa hàng mình nha, mình sẽ hỗ trợ mở miễn phí cho anh em nha. Mình sẽ hỗ trợ mở những cái tài khoản mà Google bị cài đặt Google, sẽ mở miễn phí cho anh em để hỗ trợ cho anh em trong kênh, ok nha anh em. Đó, tất cả các vấn đề phần mềm mình sẽ hỗ trợ cho anh em tùy theo. Đa số là nói về Samsung, tất cả các dòng máy Samsung hỗ trợ anh em miễn phí hết toàn bộ, ok nha anh em. Đó, anh em nào mà có vấn đề gì mà tài khoản Google hay lỗi phần mềm cứ alo cho mình nha, số điện thoại 0355 356 356, gặp Phúc đó là mình sẽ tư vấn cho anh em. Google thì nói chung cửa hàng ngoài thì giờ đang mở từ 100 tới 150, anh em cứ gửi về cho mình đi, tốn mấy chục ngàn phí ship thì mình sẽ mở miễn phí cho anh em. Đó, tại vì mình cũng có cái tool phần mềm á với lại cái ứng dụng thì mình mở cho dễ, còn anh em mà không rành á thì cứ gửi về nha. Rồi, ok nha. Đó là vấn đề hỗ trợ cho anh em. Tiếp tục cho anh em con Samsung A750. A750 bán hàng. Màn hình 6 inch, RAM 464, pin 3300. Máy ngoại hình cực đẹp anh em. Y như con A30 này luôn. Nó đẹp tầm 98 tới 99 nha. Kính này, không có vết xước luôn. Nói chung là quá đẹp máy này. Máy này quá đẹp luôn. A750 á là A7 á. Mọi chức năng hoàn hảo nha. RAM 464 nha anh em. A7. Rồi, đẹp kem sạc beng luôn, A750 để anh em giá 2750. 2750 kèm sạc với giãn lực cho anh em đầy đủ nha. Ok. Tiếp theo là con Ri 4 cộng, Ri 4 lút á anh em, bán hàng. RAM 332 nha anh em, màn hình 6 inch. Pin 3300. Bán hàng thì nó màn hình RAM nó 6 RAM 332. Màn hình 6 inch rồi. Lưng sao không có xước nha. Lưng xước ít lắm. Kính lồng chuột không có luôn. Máy ok. Nói chung con này là máy quá chuẩn luôn. Cực đẹp. Đó, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo luôn. Cái dòng Ri 4 nút này của hàng nó xài rất là sướng nha anh em. Mượt, xài sướng luôn. Đó, wifi các kiểu. Wifi chụp hình ok hết nha anh em. Con này để em giá 1950 kèm sạc giãn lực cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy. Đó, giới thiệu thì nhanh gọn cho anh em luôn, máy thì đẹp như ngoại hình quay. Đó, có xuất sắc thì anh em cứ coi, không có đáng kể anh em đã thấy, lưng rất là đẹp nha. Tiếp theo là con Samsung A70. Samsung A70 con này màn hình 6.7, RAM 6 bộ nhớ 128, pin 4500, sườn có xuất sắc, lưng đẹp, sườn có xuất sắc nha anh em. Đó, kính đẹp kem, đã dán cái lực cho anh em rồi. Đây. Đó, máy nguyên zin đẹp kem luôn. Đó. Cái lưng này là thay mới nha anh em, lưng thay mới nha, còn màn đồ men đồ zin hết. Mọi chức năng là khỏi phải chơi. Camera các kiểu rõ nét đẹp. Còn A70 nha anh em, RAM 6 bộ nhớ 128GB nha.
Đó, con này bán nhanh cho anh em luôn, giá 3 triệu 6 thôi. 3 triệu 6 kèm sạc giá lực cho anh em đầy đủ. 3 triệu 6. Anh em còn thì hú mình nha, chỉ một con duy nhất. Tiếp theo thì anh em là một con Samsung Note 8. Màn thì kính đẹp keng luôn, không có vết xước luôn. Ngay góc đây thì có một tí là keo đó, một xíu keo nhà keo. Một tí từ đi ra thôi anh em, dán cái lực full bao không thấy luôn. Còn màn rất đẹp, còn như là hoàn hảo hết. Đó, ok. Có gì thì mình báo trong clip anh em rồi. Note 8 màn hình 6.3. RAM 664. Pin 3.3. Đó, máy cực đẹp. Đó, đẹp ha. Một chiếc này hoàn hảo nha. Con này chơi game thì đỉnh luôn. Con này chơi game thì đỉnh của đỉnh luôn. Đó, mọi chức năng ok luôn. Note 8. Để anh em nhanh luôn, giá 4290 giảm 100. Tính em còn 4290, nhanh gọn nha anh em. Anh em nào còn thì hú liền, có một cái duy nhất thôi. 4.290.000 là khoảng 4.3 đó anh em. Kèm sạc cho anh em. Dán màn hình cho anh em luôn. Rồi ok nha. Anh em cần thể hú cho mình. Tiếp theo là mình có con iPad 3 16GB bản wifi. Lưng thì như clip mình quay luôn, có xước xác gì nhẹ. Đó, xước xác gì nhẹ nha. iPad 3 xài cũng rất là sướng anh em, bản wifi. Cứ nó wifi là xem phim, nghe nhạc, chơi game nhẹ nhẹ được nha anh em. Ok ha, iPad 3 để anh em giá 1690 kèm sạc cho anh em, sạc riêng. Bao da anh em mua thêm cộng 120. Mình có bao da luôn nha. Anh em mua bao da thì cộng 120. Và tiếp tục là mình có một con iPad E2. Con này là 64GB. RAM 2GB anh em. Đây này, có ghi cấu hình rồi. iPad E2 này. Màn hình 9.7. RAM 2 bộ nhớ 64. Pin 7.3. Đây. Máy có xài SIM. Bỏ SIM vô xài bình thường. Bỏ SIM vô nha anh em là ok luôn. 64GB. Wi-Fi 3G các kiểu, máy này thì đầy đủ hết. Đó, anh em vô YouTube đồ xài thoải mái luôn. Đó. Wi-Fi 3G các kiểu em đủ hết ha. iPad E2 đẹp tầm 99%. Đại dán cực lực cho anh em rồi, con này. Anh em nào cần thì kết nối nha, có một con duy nhất thôi, kèm cái bao da riêng cho anh em luôn. Mới thu của khách này, nó mua hình như nó mua mới bên Thế Giới Động hay sao. Kẹt tiền cầm đồ thanh lý luôn nha anh em nha. Đó, máy rất đẹp. 99%. iPad E2 64GB. Đó. Không phải chơi hết nha, con này là cực đẹp luôn. 6.500.000 nha anh em. Để anh em giá 6.500.000. Cả bao da, kèm cục sạc, bao da. Và nguyên cái máy là cho anh em gửi tới luôn, 6.500.000 nha. 6.500.000. Ok, có một máy duy nhất thôi, anh em nào còn thì hú nha. Rồi, clip này xin tạm dừng lại đây. Thân ái chào cả nhà nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới nhất từ kênh mình nha anh em. Thằng ấy chào anh em.